Thưa quý vị, tại Đồng Nai, nhằm đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Quán đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tới hội viên phụ nữ về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, đặc biệt là tập luyện và biểu diễn bài dân vũ mẫu chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, liên khúc qua miền Tây Bắc, chiến thắng Điện Biên, Tình Lã ơi do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng. Hưởng ứng hoạt động này, hiện nay các chi tổ hội phụ nữ và các câu lạc bộ dân vũ thể thao tại thị trấn Định Quán cũng như toàn huyện Định Quán, Đồng Nai đang tích cực luyện tập, tham gia biểu diễn tại các sự kiện của địa phương tổ chức và thực hiện quay clip biểu diễn để gửi về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Chỉ sau khoảng một tuần tập luyện, các hội viên tổ phụ nữ trường mầm non Phú Hiệp đã luyện tập thành thục bài dân vũ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024. Đơn vị chúng em cũng rất là tự hào và phấn khởi khi mình được tập luyện bài múa này. Và qua bài múa này thì chúng em muốn gửi đến những lời tri ân, những lời cảm ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay dành cho các bậc cha anh đi trước đã đánh đổi xương máu để tạo nên một lịch sử vẻ vang và hào hùng. Khác với việc tập luyện của hội viên phụ nữ tại các đơn vị trường học, các câu lạc bộ dân vũ thể thao tại các khu phố, ấp lại không mấy thuận lợi. Do đặc thù công việc, mỗi thành viên khác nhau, nên thời gian tập luyện cũng phải linh động về giờ giấc. Bên cạnh đó, độ tuổi của các thành viên cũng khác nhau, có thành viên chỉ trên dưới 30, nhưng có thành viên đã ngoài 70, nên việc tổ chức luyện tập cũng gặp khó khăn nhất định. Tuy nhiên, chị em đều hưởng ứng tập luyện bài dân vũ mẫu rất nhiệt tình. Qua luyện tập, không chỉ giúp cho chị em rèn luyện thân thể, mà còn thêm yêu quê hương, đất nước, lịch sử hào hùng của dân tộc. Để hướng tới những cái hoạt động ý nghĩa kỷ niệm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thì các cô cũng hăng say tập luyện, mặc dù thời tiết nó có nắng nóng nhưng mà cũng cố gắng khắc phục để nhằm tập luyện cho tốt, lan tỏa cái tinh thần tích cực, phụ nữ vui khỏe. Với tinh thần hưởng ứng các phong trào thể thao, văn hóa và hòa trong không khí hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Quán đã đăng và tiếp tục tổ chức cho các chị em tham gia luyện tập, biểu diễn tiết mục dân vũ trong các sự kiện phù hợp tại địa phương. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhằm góp phần tạo đợt sinh hoạt chính trị sôi động với tinh thần phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên.